Y vớt cá lóc ở Bình Dương. Hôm nay có dịp đi Bình Dương ghé thăm lại mấy bà lóc mới được. Thì được ông anh rủ đi vớt rong nữa nha. Giờ thì cho tụi nhỏ ăn sáng trước đi. Sáng hôm nay thì không có cho ăn trùng rồi, lạnh lắm. Cho nó ăn cám, dễ tiêu hóa. Thì mấy cái bầy coret, coret fancy nè. Đó, lột rất là đẹp luôn nha. Cái này là qua Tết là có cá bán rồi. Còn ông nào muốn mua bầy bán luôn nha. Giờ thì đi Bình Dương nè, let's go. Nghe nói ở Bình Dương nhiều cái độc lạ lắm mấy ông. Mà xa xa là tôi thấy độc lạ rồi nè. Một cái quán cà phê tím rệm luôn nè mấy ông. Đó, nguyên cái quán màu tím luôn nha. Chạy một hồi thì cũng tới được cái mương cá lóc rồi nè mấy ông ơi. Không biết còn không. Ý ý, bầy cá lóc vẫn còn nha mấy ông ơi. Giờ yes, thì lên đồ nghề thôi. Đây là bộ đồ nghề của tôi nè. Chuyên vớt bo bo và lăng quăng nha. Vừa để cây vợt xuống là cô Út chủ nhà ra nha. Tới công chuyện rồi mấy ông ơi. Cô Út nói đây là cái bầy cá lóc bông nè. Cô canh bữa giờ rồi. Không là mấy thằng quỷ nó chích điện hết trơn. À mà có thằng quỷ cũng đang tính vớt á cô. Thôi dẹp cây vợt đi về. Nguyên một cái mương rộng luôn nè mấy ông. Ở đây tôi phát hiện một bà cô. Không lẽ giờ vớt về nuôi làm con bé ta. Thôi giờ dọt qua nhà ông anh vớt rong nè. Vớt cá là thất bại rồi. Giờ đi vớt rong không biết có cọng nào không nha mấy ông. Tới chỗ vớt rong rồi nè mấy ông ơi. Hôm nay báo ông anh nữa. Bắt ổng ra giữa bờ sông kéo rong vô nè. Không biết là rong gì nha. Để vớt lên cho anh em xem. Và đây là thành quả của chuyến đi báo ở Bình Dương. Không vớt được cái lóc nhưng vớt được một khùng rong nha. Không biết rong gì. Ông nào biết comment cho tôi biết nha.